Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18 giờ 30 phút. Ngay sau đây thì 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung 1.400 tỷ đồng bồi thường ở dự án khu công nghệ cao. Sàng lọc trước khi sinh, một trong những giải pháp giúp nâng cao chất lượng dân số. Cháy ký túc xá ở quận 5, 28 người được giải cứu an toàn. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung 1.400 tỷ đồng bồi thường ở dự án khu công nghệ cao. Số tiền này được dùng để hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân ở quận 9 đã khiếu kiện gay gắt kéo dài nhiều năm qua. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét thông qua các tờ trình của Ủy ban, trong đó có nội dung điều chỉnh tăng tổng kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khu công nghệ cao tại quận 9 với tổng số tiền bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1.399 tỷ đồng, các chi phí khác là hơn 72 tỷ đồng. Việc này nhằm thực hiện chính sách đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức liên quan đến dự án, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và kết luận của Thanh tra Chính phủ. Cuộc đua tranh thị phần giữa xe ô tô lắp ráp và nhập khẩu trong nửa đầu năm nay đã tạo nên những biến động mạnh trên thị trường Việt Nam. Người dân đón nhận nhiều đợt giảm giá từ các hãng lẫn đại lý, cùng với đó là hàng loạt xe mới được ra mắt. Sau đây là những điểm nhấn nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm nay. Xe nhập về ồ ạt, đua giảm giá, đua doanh số với ô tô lắp ráp hay xe mới liên tiếp ra mắt là những điểm nổi bật 6 tháng đầu năm. Được khơi thông kể từ nửa sau năm 2018, ô tô chủ yếu từ hai nước láng giềng Thái Lan và Indonesia tiếp tục đổ về Việt Nam. Ô tô nhập lắp ráp, đua giảm giá với nguồn hàng ổn định và việc đua tranh thị phần từ các hãng, thị trường ô tô Việt trong nửa năm qua không còn nhiều đợt tăng giá mạnh, trái lại xe hơi liên tục giảm giá. Xe phổ thông, xe sang liên tiếp ra mắt. Sau giai đoạn Tết Nguyên đán 2019, hàng loạt sản phẩm mới được các hãng tung ra thị trường. Những cái tên mới lần đầu xuất hiện như Honda Brio nhập khẩu, Mazda CX-8, VinFast Fadin lắp ráp. Chính sách hiện định hướng ưu tiên xe ô tô lắp ráp sản xuất trong nước. Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết khoảng 7 giờ sáng nay, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn đã cứu thành công 32 ngư dân người nước ngoài bị trôi trên biển ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Sáng nay, tàu cá QNG 96169 TS của ngư dân Bùi Văn Phải trên đường đi khai thác thủy sản ở vùng biển Trường Sa thì phát hiện nhiều người đu bám trên 5 chiếc cano nhỏ và trôi tự do. Sau khi nhận được tín hiệu cứu hộ cứu nạn, 17 ngư dân đi trên tàu cá của mình đã tiếp cận và đưa toàn bộ 32 người gặp nạn lên tàu và chăm sóc sức khỏe. Thông tin ban đầu từ ngư dân Bùi Văn Phải, đây là ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu khi đang đánh cá trên biển. Hiện tại tàu cá của anh Phải cách đảo Lý Sơn khoảng 270 hải lý. Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết tàu đang trên đường đưa 32 người bị nạn về cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới. Tính đến tháng 4 2019 thì tổng số dân Việt Nam là hơn 96 triệu người, đồng dân đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sự gia tăng dân số ở nước ta có xu hướng tăng chậm hơn giai đoạn trước. Tuy nhiên, công tác dân số ở nước ta hiện vẫn còn một số bất cập, trong đó có vấn đề sàng lọc trước khi sinh. Theo thống kê, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 41.000 trẻ bị dị tật, tạo nên gánh nặng cho các gia đình và xã hội. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu các bà mẹ được sàng lọc trước khi sinh. Tuổi thai đã 28 tuần, nhưng bà mẹ này cũng mới chỉ siêu âm vài lần tại cơ sở y tế gần nhà. Bỏ qua các bước sàng lọc trước sinh, chị chỉ phát hiện thai nhi nghi mắc dị tật tim bẩm sinh khi bước sang tuần 28. Đang theo dõi trọng ối và làm các xét nghiệm nhiễm sắc thể. Khi nào sinh thì các bác sĩ sẽ cho cái giải pháp để khắc phục sửa chữa bên ngoài. Theo thống kê của Bộ Y tế, khoảng 13 phút lại có một trẻ mắc dị tật bẩm sinh được sinh ra. Đây là điều đáng tiếc vì rất nhiều bệnh hoàn toàn có thể loại trừ bằng các biện pháp sàng lọc chẩn đoán trước sinh. Có một số các cái bất thường thì họ có thể tồn tại suốt đời với con người, gây ra những cái tàn phế, cái xử trí tương đối khó. Theo các bác sĩ, trẻ dị tật bẩm sinh thường mang các dị tật như hội chứng đau, chậm lớn, chậm phát triển về trí tuệ, rối loạn giới tính, không thể phát dục. Sàng lọc và chẩn đoán khi mang thai có thể phát hiện và can thiệp sớm, giúp trẻ phát triển bình thường hay giảm nhẹ các hậu quả cho trẻ. Việc này cũng góp phần nâng cao chất lượng dân số. Ở nước ta thì sa sút trí tuệ vẫn còn là một khái niệm tương đối mới trong cộng đồng.
khi mà phần lớn người dân lại nhầm lẫn hội chứng này với tình trạng quên lành tính do tuổi tác. Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Việt Nam hiện có khoảng 500.000 người trên 60 tuổi bị sa sút trí tuệ. Nếu không được nhận biết và điều trị kịp thời thì diễn tiến của bệnh sẽ khó lường. Trước khi được điều trị tại đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ Bệnh viện 30 tháng 4, bệnh nhân này hầu như không nhớ gì, thậm chí cả tên mình. Kèm theo đó là biểu hiện suy giảm nhiều lĩnh vực nhận thức như ngôn ngữ, tri giác, suy luận, phát sinh vấn đề với từ ngữ khi viết và đọc. Và tôi cũng có suy nghĩ là có lẽ bệnh này lâu rồi, cho nên hay có những cái vấn đề là bỏ nhà đi mà không quay lại. Thật ra không phải họ bỏ nhà đi mà là họ không nhớ nhà về. Nói nhỏ nhẹ, cười và đừng có công nhận cái sai của họ. Chứ mình giữ cảm xúc mình là không nóng. Cho đến nay, cả nước chỉ mới có 2 đơn vị điều trị chuyên sâu về bệnh sa sút trí tuệ. Trong đó, Bệnh viện 30 tháng 4 là đơn vị đầu tiên ở phía Nam điều trị bệnh này. Nhân thường xuyên là có hỏi một cái câu hỏi trong ngày lặp đi lặp lại nhiều lần. Quên những cái sự việc vừa xảy ra, hay nghi ngờ, hoặc là nghĩ, hoặc là nghe một cái gì đó không có thực. Cái mục tiêu của điều trị làm sao duy trì được cái chất lượng cuộc sống, cái hoạt động hàng ngày càng lâu dài càng tốt. Các bác sĩ khuyến cáo để điều trị sa sút trí tuệ, người bệnh cần được khám và kê đơn phù hợp, không nên tự mua và uống các loại thuốc bổ não. Tiếp theo trong chương trình, vụ án xảy ra tại chợ Long Biên hoãn xét xử Hưng Kính và đồng phạm vì vắng luật sư. Gần 100 cảnh sát và xe vòi rồng được huy động để khống chế nam thanh niên ngáo đá ở Tiền Giang. Thưa quý vị, trưa nay tại ký túc xá trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Khi vụ cháy xảy ra, rất nhiều người mắc kẹt bên trong ký túc xá. Lực lượng chức năng đã di tản giải cứu 28 người ra bên ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút, một căn hộ nằm trong ký túc xá Cao Thắng bất ngờ xảy ra cháy lớn. Lửa nhanh chóng ảnh hưởng đến các tầng trên và có nguy cơ lan rộng. Do hai bên ký túc xá là khu vực của bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố nên nhiều bệnh nhân đã được di tản xuống đất. Nhưng mà nó cái khu hành lang không mà cho nó mình không thấy bên trong. Người dân thì mấy thầy cô thì có người ta ra kêu cứu con em, ta xe câu nè thọt thang lên cứu ra. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 13 xe chuyên dụng của nhiều đơn vị cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy từ nhiều phía, đồng thời triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Có những trường hợp là cứu qua vỏ xe thang, có những trường hợp là hướng dẫn xuống bằng đường thoát nạn, bằng đường thang bộ. Lưới B40 thì có khó trong việc cứu người, nhưng mà cũng phải dùng kềm cắt hoặc là cái dụng cụ phá dỡ để phá cửa. Đến khoảng 11 giờ trưa nay, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng Kính, về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại chợ Long Biên, Hà Nội. Ngoài ra thì còn có 4 bị cáo khác là đồng phạm của Hưng, bao gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long và Dương Quốc Vương. Theo cáo trạng, để tăng thu nhập cá nhân dưới danh nghĩa là nhân viên của tổ bốc dỡ số 2 thuộc chợ Long Biên, Hưng đã chỉ đạo nhóm đàn em gây khó khăn, đe dọa hộ kinh doanh của chị Nghiêm Thúy Nga. Các bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn ngăn cản hoạt động kinh doanh, bắt ép chị phải trả tiền bốc dỡ hàng hóa. Tại cơ quan điều tra, Tiến, Hải, Long và Vương khai nhận từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 24 tháng 9 năm 2018 được chia tổng số tiền là 46,4 triệu đồng. Có tổng số 10 luật sư tham gia vụ án này, trong đó có 6 luật sư bào chữa cho 5 bị cáo và 4 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Tuy nhiên tại phiên tòa sáng nay, do vắng mặt 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Hưng và Nguyễn Hữu Tiến nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Phiên xử tới sẽ được mở lại vào 8 giờ sáng ngày 25 tháng 7. Vào khuya ngày hôm qua, trên tuyến đường sông Nhãn Dầu Dây thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Vào khoảng 23 giờ hôm qua, em Phan Trần Minh Nhật, 18 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, điều khiển xe gắn máy lưu thông theo hướng sông Nhạn ra Dầu Dây đã đâm trực diện vào xe máy BS60B754825 chưa rõ danh tính người điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến cả hai văng ra khỏi xe, em Nhật tử vong tại chỗ, còn người điều khiển xe máy 60B754825 bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Công an huyện Thống Nhất đang thụ lý điều tra vụ việc. Hôm nay, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Hùng, 41 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, về hành vi giết người. Khoảng 12 giờ trưa hôm qua, sau khi uống rượu, Hùng đến nhà người quen chơi đánh bài.
Tại đây Hùng có cãi giả với Nguyễn Hoàng Thơ Thái, 26 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm. Sau đó Hùng dùng dao đâm Thái bị thương nặng. Thái được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn lên thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Đến rạng sáng nay, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua theo dõi, lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát trật tự, công an tỉnh Cà Mau phát hiện một nhóm đối tượng thường tụ tập ở quán cà phê để đánh bạc ăn tiền. Trưa nay, ổ bạc này đã bị bắt giữ. Khoảng 12 giờ 30 trưa nay, lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát 113 đã bất ngờ ập vào một quán cà phê trên đường Ngô Gia Tự, thành phố Cà Mau, bắt quả tang 4 đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh cờ cá ngựa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bộ cờ cá ngựa, một bộ bài và một số tang vật có liên quan. Kiểm tra trên người và xung quanh hiện trường, công an thu giữ số tiền trên 28 triệu đồng. Các đối tượng và tang vật đã được chuyển về cơ quan công an để xử lý. Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nưng, 36 tuổi, bị truy nã đặc biệt về tội danh trốn khỏi trại giam. Trước đó, Nguyễn Văn Nưng bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Bình Thuận về tội danh giết người. Ngày 30 tháng 6, Nưng và Nguyễn Viết Huy cùng nhau trốn khỏi nơi giam giữ vào thành phố Hồ Chí Minh. Huy xuống Tiền Giang ẩn náu và bị bắt vào ngày 5 tháng 7. Còn Nưng, sau khi tá túc tại nhà người quen ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 2 tháng 7, Nưng lên Lâm Đồng. Rạng sáng ngày 10 tháng 7, khi đang lẩn trốn tại huyện Bảo Lâm, đối tượng Nưng đã bị lực lượng an ninh bao vây bắt giữ. Hiện Nguyễn Văn Nưng đã được di lý về Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra. Một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, tay cầm dao la hét, leo lên vòng xoay, sau đó trèo lên nhiều nóc nhà cố thủ. Gần 100 cảnh sát được huy động nhưng hơn 2 tiếng đồng hồ mới khống chế được. Vụ việc gây náo loạn cả khu vực thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khoảng 6 giờ sáng nay, nhiều người dân ở khu vực vòng xoay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Mỹ Tho, hoảng hốt khi thấy một thanh niên tay cầm dao leo lên vòng xoay la hét. Công an nhanh chóng có mặt để thuyết phục đối tượng, nhưng thanh niên này rất hung hãn, chạy vào đường vòng dứa rồi trèo lên nóc nhà dân cố thủ, liên tục la hét và ném đá về phía lực lượng chức năng. Gần 100 cảnh sát đã được huy động đến hiện trường, xe cứu hỏa cũng được điều đến hiện trường để xịt vòi rồng. Công an đã khống chế được thanh niên trên và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người dân cho biết đối tượng trên tên Nguyễn Hữu Mạnh, nghiện ma túy, trước đây từng cư trú ở khu vực này. Một tai nạn liên hoàn đã xảy ra vào đầu giờ chiều nay trên quốc lộ 13 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Một xe container đã tông liên tiếp vào hai xe ô tô, nhiều người thoát chết. Thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 51C82894 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến phường Phú Thọ, cách ngã tư Địa Chất khoảng 150m thì tông vào hai chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Cả hai xe ô tô đều bị hư hỏng nặng, nhiều người ngồi trên hai xe thoát chết trong gang tấc. Vụ tai nạn còn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. 60 giây xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã luôn dành cho chương trình sự quan tâm theo dõi mỗi ngày. Những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.